ơi. Hello, bữa nay mình sẽ giới thiệu cách chỉnh cụm đồng tiền cho máy may gia đình và máy may công nghiệp nè. Đó, giả sử trường hợp mà mình chạy mà đồng tiền nó bị lắc lắc vậy nè. Một là do cái con ốc này nó lỏng, con ốc dưới đây. Hai là con ốc ở trong cụm đồng tiền này sẽ lỏng đi. Trước khi mà mình tháo cái cụm đồng tiền này ra là mình sẽ mở con lỏng ốc dưới đây. Lắm con ốc dưới đây. Đấy, hiện tại giờ cụm đồng tiền nó đang bị lỏng, nó lỏng, chạy chỉ đâu có ổn định rồi đâu, đó, nó lỏng. Đó, trước khi mà mình chỉnh á, mình chỉnh á là bắt buộc mình thấy nè, một hai cái tay nè, mình thấy xây một vòng, xây vòng nữa, cảm thấy mà cho mình điều chỉnh cái con tôm này nè, cho nó cứng. Đấy, hiện tại bây giờ cái con tôm này nè, nó đang bị tụt đi rồi. Sẽ hướng dẫn cho cách lắp con tôm luôn. Bình thường á, cái con tôm là sẽ nó giờ mới bắt được cái đường cắm hai bên đầu, bắt được cái hai bên đầu. Đưa vô á, là mình thấy để có cái máu như cái gắn này, để mình tháo một cái là mình thấy. Chứ là hơi vô tôi trong đường từ đường hai nhanh chóng về khỏi bên cạnh. Khi mình tháo rồi đó, nó có một cái khe này, đó, có một cái khe, đó. Trước khi mình lắp cái này vô á, lắp cái này vô là có buộc phải cho cái đầu tên này vô trước, đó, cho nó giống như hình kiểu này nha mọi người. Trong đồng thời lúc đó mình kiếm cái gẳng nè, cái gẳng của nó. Cái gắn của nó thường thường là cái khe nãy á, là mình kiếm cái khe nãy mình đưa vô. Đó, khe nãy mình đưa vô. Đó, đưa vô thật xong rồi lúc đó một cái tay mình xây nè. Xây nè. Xây làm sao đồng thời lúc đó cho cái câu tôm này vừa cứng cứng nè. Vừa cứng cứng tay là mình xiết hai con ốc. Này là mình xiết một con ốc lại nè. Xiết cứng lại không rồi. Đó, xiết cứng lại. Đó, cho nó có độ đàn hồi như vậy là ok nha. Còn giả sử như hiện tại mới nãy lúc ban đầu á là cái cụm đồng tiền này á nó bị lỏng đi, thì mình tháo nguyên cụm đồng tiền này ra, mình mở ra, mình hai tay mình bóp vô, mình xây một vòng là sẽ cứng lại liền rồi cái chiếc ốc lại. Đó, đó là cách lắp đồng tiền. Đó, đó là cách lắp đồng tiền. Còn có lúc mà bẻ câu tôm này nè. Đó, thường thường mà giả sử trường hợp mà cái máy mà một khi nó bị gãy ô tôm á thì mình bẻ nó đi, mình lấy cái lò xo này ra rồi mình bẻ nó. Đó, mình bẻ nó, bẻ ra khúc. Đó, bẻ giống như hình chữ U nha. Đó, bẻ giống như hình chữ U nha. Đó, bẻ giống như hình chữ U rồi lúc đó mình lắp vô. Đó, rồi cắt. Trước khi mà mọi người lắp, mỗi một máy một kim thì nó sẽ có cái ti này. Cái ti này có tác dụng là tống được đồng tiền lúc cắt chỉ ngắn dài. Không có cái ti này là chạy là cắt chỉ nó bị tuột chỉ đâu vào đó. Đấy, trước khi mà mọi người lắp vô á, lắp vô, mọi người nè, đừng có mà đè mạnh quá là đồng tiền nó sẽ bị hở đây, là sai. Trước khi mình lắp vô mình đè hờ lên, đó mình đè nè. Đè vô cái lúc đó mình phải chia cấp lại. Cái gâu tôm này á, thường thường là cái hướng 10 giờ nha. Giả sử như cái gâu tôm này mà mình lắp kiểu như là sai nha mọi người. Hướng của nó là hướng 10 giờ á, 10 giờ theo chiều kim đồng hồ á. Đó, đó, chia cấp lại. Đó, chia cấp lại nè. Mình mở ra nè, đồng tiền nó nhảy nè. Đó. Cái đồng tiền nó có tác dụng là chỉnh chỉ nặng nhẹ nè. Đó. Rồi, bây giờ tôi và cũng dễ thôi, còn mà chiếc ra thì chỉ ra cái đầu tiên thì chỉ nó nhẹ rồi. Chúc mọi người thành công nha.